Có một em họ Đường, 14 tuổi, cùng với 15 bạn học đến lạy Hòa Thượng, xin quy y và khẩn cầu Ngài từ bi chỉ dạy làm thế nào để khai mở trí huệ, mau học thuộc bài và nhớ dai hơn. Hòa Thượng bảo chúng như sau: muốn học giỏi, phải theo phương pháp ba trong, ba trên. Ba trong là khi học bài, phải đặt vào ba chỗ: một, trong tâm; hai, trong miệng; ba, trong mắt. Tức là dùng mắt xem bài, dùng miệng học bài và dùng tâm để tư duy bài học. Ba trên nghĩa là phải học luôn luôn: một, trên đường; hai, trên gối; ba, trên cầu vệ sinh. Lúc đi trên đường, thường nên suy ngẫm, nhớ lại bài học mà thầy cô vừa dạy. Về nhà, lúc lên giường, trước khi nhắm mắt ngủ, phải đọc qua một lần những bài học vừa học ở trường. Và lúc ngồi trên cầu vệ sinh, đừng để uổng phí thời giờ suy nghĩ viển vông, mà nên chuyên tâm nhớ lại những gì mình vừa học qua. Khi học bài phải để hết cả tâm trí vào bài vở và chỉ thấy có quyển sách thôi. Nếu có ai thổi kèn bên tai các con cũng không nghe. Nếu có những màu sắc, hình ảnh sáng chói lộng lẫy chiếu bày trước mắt, các con cũng không nhìn. Các con nếu cứ thế mà chuyên tâm nhất ý thì không việc gì mà không đạt được, huống chi nói về việc học thuộc bài. Bọn học trò nghe qua hiểu rõ và ghi khắc lời dạy vào lòng. Sau khi trở về, chúng y theo lời dạy của Ngài, quả nhiên trí tuệ khai sáng. Từ học sinh bình thường, chúng trở thành xuất sắc, thông minh. Cha mẹ và thầy cô giáo của các em đều không khỏi kinh ngạc. Chuyện truyền ra xa, học sinh từ khắp nơi không ngừng tìm đến quy y và cầu Ngài dạy dỗ. Some more is so hard.